Ok, hello anh em. Chào anh em, hôm nay mình sẽ phân tích cho anh em Bit trong khung thời gian dài một chút để anh em tham khảo. Trước hết là phân tích cái biểu đồ giá, biểu đồ nến giá. Trên đây thì mình đang vẽ sóng Elliott cho hai cái này xuống. Nhìn phân tích vẽ sóng Elliott để anh em tham khảo. Hiện tại thì với đây trong một xu thế giảm ấy thì cái sóng 1, 2, 3, 4, 5 sẽ là sóng chính, còn sóng ABC sẽ là sóng hồi. Và nó, nếu như Trọng Anh bảo là sóng ABC là sóng xuống ấy, đấy là nó trong một xu thế tăng khi mà cái đường nó như này. Đấy, khi mà trong một xu thế tăng thì nó sẽ như thế. Nhưng mà trong khi một xu thế giảm thì sóng chính sẽ là sóng 1, 2, 3, 4 và sóng ABC sẽ là sóng hồi. Thế nên là anh em hiện tại nếu mà vẽ như này nó đang đi theo cái đường Elliott như này thì nó có thể sẽ tăng lên đến cao một chút, thậm chí là đến 40. Đang vẽ khung 4 giờ nhá, nhìn này, để xác định tại sao nó không 40 thì kiểm tra cái rất đơn giản, mình vẽ cái Fibonacci, vẽ cái Fibo. Chết mẹ. Từ đây Fibo đây đó, bình thường thì nó sẽ rơi vào lên đến, nếu mà đúng như thế Fibo thì nó sẽ lên vào dùng vùng này, nhiều khi nó còn lên hơn, nó sẽ rơi vào vùng khoảng 1.6, nhưng mà mình cứ chốt, nếu mà có thể lên thì mình cứ chốt non ở mình 0.40 là u này, đấy là đường Fibo. Bởi vì nó còn có rất nhiều cản nên là trong cái khung này, trong khung 4 giờ này nó sẽ có nhiều sóng lên sóng xuống nữa, anh em chú ý. Cái nữa đó là tại sao mình nghĩ là nó thời gian tới nó sẽ lên, vì như này, bởi vì như này anh em nhìn cái đường sóng, nhìn đường sóng, nhưng nhìn cái MACD, chỉ báo MACD của khung 4 giờ nó đang hiện tại khung 4 giờ nó mình nhìn rộng mình sẽ thấy là nó đã cắt qua đường tín hiệu sinh nhờ và cắt qua đường zero, hai cái tín hiệu để mà phân tích cái đường MACD một chút. Nó là nó quan trọng nhất là các điểm giao nhau, khi mà đường đường MACD là cái đường màu xanh này nó cắt qua cái đường SL này thì sẽ báo từ, cắt từ trên xuống thì sẽ báo một tín hiệu giảm, cắt từ dưới lên sẽ bắt đầu một số thế tăng, và cái tín hiệu thứ hai nó cắt đường zero cũng giống như đường signal thì nó cắt từ trên xuống thì nó sẽ xuống giảm, và cắt từ trên lên nó sẽ có xuống tăng. Khi trong cái sóng như này thì cái tín hiệu cắt đường zero nó sẽ chậm hơn cái đường signal, vì vậy là nếu mà chắc chắn thì ta sẽ quan sát theo cái đường signal này, còn nó quan sát theo đường MACD cắt với cái đường zero này. Zero là đường ở đây, đường thẳng, đường đường này, đường không này. Còn nếu mà nó nhanh hơn, muốn nhanh hơn thì mình sẽ nhìn nhìn vào tín hiệu đường zero cắt đường signal chín. Đấy là về chỉ báo MACD cho biết là tại sao xu thế đang có thể tăng. Cái thứ hai là cái nhìn cái đường Bollinger Band, Bollinger Band khung 4 giờ. Bollinger Band đây, để mình sẽ, đây là Bollinger Band background cho tầm một chút, mọi người sẽ nhìn thấy cái khung Bollinger Band bên trong. Đấy, nhìn Bollinger Band này. Sau khi nó đạt đỉnh đây, nó sẽ kéo. Cái đặc điểm của Bollinger Band này ấy, là mỗi khi những cái con sóng này luôn có xu hướng dao động ở bên trong hai cái đường bên trên và đường bên dưới, và xu thế bị kéo về đường bên giữa. Khi mà nó kéo như cái nến này, anh em xem cái nến này, khi mà nó xuống qua cái đường bên dưới này rất dài thì nó rất xuống kéo lên, và khi lên nó có xuống đi vào đường bên giữa, khi mà đi vào đường bên giữa nó có xu, nếu mà nó vượt được qua cái đường bên giữa này nó sẽ lên bên trên để nó lên, nhưng mà cái ở đây nó không xuống được thì nó đi xuống dưới đường bên dưới và nó lại đang đi lên đường bên trên, thì theo cái đường Bollinger Band này nó sẽ đi men theo Bollinger Band ven lên trên này. Đấy là phân tích. Một cái nữa đó là khi mà cái xu thế của nó đang dựng ngang đứng lên và trừ các cái nến nó đi bên trên bám theo đường bên trên thì nó sẽ hướng đi tăng lên. Đó, đó là phân tích dài hạn trong khung 4 giờ, và đến khoảng cái này hơi gần, chắc là phải xa hơn một chút nữa. Chắc tầm phải đến đầu tuần tới thì nó có thể mới đạt được cái mức là 40 42 nghìn đô la. Có thể là trong cuối tuần này có thể sẽ giảm, nhưng vẫn có thể xong giảm dưới dưới này. Đúng không lên?